Mới đây trên trang cá nhân, MC Vân Hugo đã khiến cho người hâm mộ và bạn bè vô cùng lo lắng khi chia sẻ vừa vượt qua một sự kiện kinh hoàng khi gặp sự cố xe mất lái giữa đêm khuya thành vắng. Cụ thể, theo như chia sẻ với bạn bè, Vân Hugo vừa trải qua một sự cố giao thông. Xe của nữ MC bị mất lái và lật ngay trên đoạn đường vắng vào lúc giữa đêm. Tuy nhiên, cô đã may mắn được người dân giúp đỡ kéo xe lên. Hiện tại dù đã vượt qua tình trạng nguy hiểm, nhưng Vân Hugo vẫn chưa thể bình tĩnh sau sự cố nhớ đời. Ở dưới bài viết, rất nhiều bình luận lo lắng đã được để lại. Vân Hugo đáp lại sự quan tâm của mọi người, báo tin bình an. Tuy nhiên, cảm giác vừa trải qua vẫn khiến cho cô sợ hãi. Cô chia sẻ, bản thân như vừa trải qua một cảnh hành động trong phim trường. Giờ đây mọi việc đã được giải quyết và các thành viên trong xe đều may mắn không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn hết sức lo lắng cho Vân Hugo. Rất mong nữ MC sẽ sớm vượt qua cú sốc này.